I love you. Now you set my soul on fire. Hello, chào mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay mình chơi lại cô gái mù. Và hôm nọ có rất là nhiều bạn chỉ mình là giảm cái chất lượng hình ảnh xuống. Thì đây, mình đang để chất lượng ở trình diễn để xem là nó có thật sự hiệu quả khi chơi mù không. Bởi vì mình hay để cấu hình cao lắm, cho nên là khi mà đập gậy xuống là coi như mình mù lòa luôn. Thực ra bà mù này nó chỉ có thuộc cái dạng mù màu thôi. Còn đối với người chơi mà để cấu hình cao ấy, thì nó đập phát là coi như mình không biết hunter chỗ nào, rất là chói. Nhìn cơ bản nhìn hình ảnh rất là khác biệt, đúng không mọi người? Đó. Hầm ở giữa map luôn, u là trời. Ôi chị Bảy má ơi, tới rồi, tới rồi. Thôi, chuồn đây, chuồn đây. Mù gặp chị Bảy, có điên không? Ồ, sao nó thấy rồi? Đi một vài đường mà đã thấy nhau rồi. Chọc nhau. Trời ơi, vòi kìa má. U là trời ơi. Tạ vòi bên kia để đợi mình nữa chứ. Gớm thật sự luôn á. Có cần thiết phải vậy không trời? Ui dồi ôi. Sợ bị xỉu á. Trời ơi, nhiều thứ. Quá nhiều thứ cần phải suy nghĩ, suy xét. Cứu bé. Không, nhưng mà tính ra chơi mùa mà để cấu hình thấp như thế này thì cũng mình thấy được đó mọi người ạ. Rất là hay. Yeah. Tôi không biết tôi đi đâu nữa đây. Ui dồi, cái hitbox. Trời ơi, nó đứng xa thế mà đánh trúng được luôn. Không thể tưởng tượng nổi ấy. Trong team của mình thì đang có hai người giải máy khá chậm là lính thuê và người đánh bóng. Cho nên là nếu như nãy giờ mà gặp những cái người mà khỏe về decode là chắc được 3 máy rồi đó. Như chị thợ vườn cũng thuộc cái tip hơi bị gớm về sửa máy, cho nên là nổ máy trước hai người kia. 3 máy rồi. Ngon. Chứng tỏ là tua cai cũng gớm chứ không phải dạng dừa đâu. Dạng coco lớp. Yes. Yeah. Yeah. Anh đập liền. Yeah. Cứu. Ủa sao đuổi lính thuê hả? Rồi xong, có khi mất dấu tôi á. Mà không có vụ mất dấu đâu. Nó đập vòi nó biết à. Kể cả người gục đâu đập vòi cũng biết hết trơn à. Trời ơi. Đâu rồi? Trời ơi, tới rồi kìa. Trời ơi, nó tới rồi. Tới rồi. Dạ, em xin lỗi chị. Để cấu hình thấp này nhìn người giống như kiểu búp bê á. Nó không có... Để cấu hình cao thì nó ra con người, nhưng mà... Để cấu hình thấp thì giống búp bê hơn. Cái thứ hai mình thấy là đồ họa nó sẽ đơn giản. Và nếu mà mình để cấu hình thấp như thế này thì nó sẽ tiết kiệm rất là nhiều dung lượng cho các bạn. Thứ hai là cũng tiết kiệm được khá pin á. Nó đơn giản quá mà, đâu có phức tạp cầu kỳ đâu. Nhưng mà để cái skin với lại cái phụ kiện đồ nó ảo lòi ra thì nên để cấu hình cao. Ui hay quá. Trời ơi, nhiều vòi quá, mình không biết nên đi hướng nào. Trời ơi, đánh bóng kìa. Tôi mới chiêu mộ được bạn đánh bóng chơi cùng. Hay quá. Không, nó vẫn dí mình cơ. Chọc nhau, trời ơi. Rồi rồi, xỉa cái nách lên làm cái gì đấy? Ai làm gì ở bên đấy? Trời ơi. 67, oh. 67% sao? Được, cai được. Tôi tưởng 10% rồi, còn sợ 6-7% rất là bình thường, cai được. Dí mù sao?
À, cũng hình như là đây cũng là lần đầu tiên mà mình chơi. Ui ôi, ái rồi ôi, đi hướng nào. Ui, thiệt là lật cười. Ờ, nổ máy. Bà Mực chắc bà cũng đang rất là bần thần, kiểu nổ máy không kịp ấn cái nút nhấc bóng nữa. Yes. Yeah, nhảy qua đây đi. Chị ơi. Chị ơi, chị ổn không? Ờ, tôi đi hướng nào giờ trời. Ok ạ. À, mắt tức ghê. Ui, mệt xuống hầm luôn. Chán quá, đi tự sát luôn cho rồi. Đi xuống đây. Đi xuống đây. Có nghe không? Đi xuống đây ngay vào luôn. Tự sát luôn. Mệt quá. Xuống đây chết cho rồi. Giả dụ như đồng đội, nó cũng phải mất khá là nhiều thời gian để nó có thể lên rồi nó bắt người khác. Mệt. Cầm tay le luôn kìa. Chứ nếu nãy giờ mà cầm tốc biến là mình cũng mệt với nó rồi. Và ok mọi người, đừng chuyển kênh nhá. Mình sẽ có thêm một trận đấu nữa cho mọi người cùng xem nha. Nói chung là đằng nào cũng chết thì xuống hầm chết cho nó khỏe. Ok, mình đã quay trở lại với map nhà thờ đỏ đây. Một cái map chơi bé mù rất là đỉnh cao. Cũng có một cái gì đó cao Hunter rất là vui. Bởi vì các bạn có một cái rất là hay từ mù, đó chính là nhìn được Hunter xuyên địa hình ấy. Cho nên là mình chủ động hơn trong cái việc cai Hunter. Còn Hunter thì nó đi qua mấy cái ván rồi nó cũng rất là sợ đó. Bởi vậy cho nên là cái việc mình không đập ván khi mà chơi mù như thế thì nó cũng khá là hay. Bởi vì một lần mà bị khựng như thế thì nó cũng tốn khá là nhiều thời gian. Khoảng 1 giây không? Chắc tầm đó. Mà 1 giây thì nói chung là rất là quan trọng đúng không? 1 giây thì có khả năng là mình bước được 2 bước. Mình nghĩ vậy. Trận này thì có mù với tù nhân. Mà team hồi nãy sửa máy cũng gớm thiệt. Đấy các bạn thấy không? Tụi survival nó rớt máy, nó chạy máy giống như là ai gắn tên lửa vô đít nó vậy đó. Lính thuê với đánh bóng dậy dậy xương xương xương. Ui ui ui, tới rồi tới rồi. Ui, em Lào có tội tình gì? À, đây. Gớm nhỉ. Ui yeah, cái tượng nó đẩy. Gì vậy? Ủa gì vậy? Tượng cũng vô. Trời ơi, đập bà xiên xiên que liền liền. Ừ. Ủa, ta bắn. Ủa hình như là trời 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 trời. Tới rồi tới. Á à, vướng. Vướng cái tường. Ui đồ, đi không hết mà đã đảo cam rồi. Khổ ghê. Sửa máy đi mấy đồng chí ơi. Ê nay nó khôn rồi. Nó đi nó không còn có dâm dẻ như hồi nãy nữa. Không phải 25 máu, nhức lách. Wow. Đầu game mù còn lừa được chứ cua, bây giờ thì bả cứ lừa mình. Trời ơi. Nhìn giống hoạt hình nhở. Giống y như mấy cái bộ phim mà 3D đồ ấy. Kiểu người nó cứ, nó giống hoạt hình, không biết tả như kiểu gì nữa. Nhưng mà nói chung là nó giống hoạt hình. Vẫn như cũ, bà mày. Hay quá, trời ơi. Cứu bé. Đừng để bé đai. Bé mù phải cover nha. Bé mù là để yêu thương. Trời 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 trời, nó đi cái đường tà ghê luôn á. Có con Hunter nào đi đường tà cửa đó không? Ui cái hầm ở đây. Ui cái hầm, hay quá chơi. Chơi con đánh bóng hay quá
Đi rồi, đi rồi. Trời ơi, mừng quá. Đi ca mấy cuối à? Trời ơi, thật sự rất là ngưỡng mộ những cái người mà chơi được mấy nhân vật này luôn đó. Tôi đánh bóng dơ ẻ luôn, thật sự. Chị Bù chơi nãy giờ không sao, mấy anh vô ăn bẹt bẹt liền liền, khổ ghê. Tới nè, tới Bù máy nè. Nãy là thấy cái hầm ở nhà nhỏ là quay xe ngay vừa luôn, chứ không có dám cai ở trong hầm. Đó, mà xuống dưới là rất là khó để mà có thể cứu luôn ấy. Mạnh mẽ lên. Ủa, chơi gì vậy? Ủa, gì vậy? Ủa, gục sao nhìn cute quá vậy? Sao win? Hay quá. Đánh bóng chơi hay xỉu luôn á. Đây, 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 sửa máy. Ui, dí luôn mù này. Rồi thọt cái gì đấy? Đi chị Hương đi bạn ơi, xong người ta sửa máy này nha. Ô là trời, cứu lỗi con cái, giờ nó đứng nó cao cái máy luôn rồi. Khổ ghê. Ê mà cái chỗ này núp Hunter ở đầu game rất là sướng nha mọi người. Các bạn núp ở đây nè. Đó. Nhất là mấy ông thăm dò nha. Mấy ông thăm dò chuyên gia luôn á. Thật sự chơi Hunter mà gặp thăm dò rất là mệt. Bởi vậy cho nên là thấy thăm dò chơi cá là đúng chuẩn bài luôn. Tạo vùng nước vô tình mà vô trong đó là phải chạy ra ngay vào luôn. Ôi, nó cắm đồ chơi qua bên kia. Đi đấy. Biến liền. Rồi đi rồi. Yes. Yes. Tới nè, tới nè. Rồi ai cứu đi, nổ máy luôn á. Hoặc là để mình đi cứu có người lại đây nổ máy cũng được. The Cypher Ypres. Ôi chết rồi. Bấm cái máy kích hoạt mà tự bấm nhầm, xin cảm ơn. Trời ơi cái tượng kìa. Cái tượng thật là dâm ghê. Một người cứu nữa. Ok. Hai. Trời ơi đánh bóng chơi đỉnh thật đấy. Cứu đúng hay luôn. Mà sao bóng ổng đâu ra mà ổng cứ nhặt về rồi ổng đánh được tài ghê. Còn mình thì thôi rồi lựa mơi luôn. Toàn là đánh xong là Hunter nó phá hoặc là đánh văng luôn, tìm hung ra. Rồi xong, hí tui nữa. Ủa gì vậy? Đôi mắt cái gì mà tìm con mù dí hoài á? Có mệt không? À, chặn đầu, chặn đầu, chặn đầu. Hồi trưa nay thì mình đăng clip xong cuối cùng vứt đấy. Cứ tưởng là nó sẽ giống như là cái máy cũ của mình tự đăng không. Máy này nó mà slip cái là bắt đầu là nó cũng ngưng hoạt động tất cả mọi cái app luôn. Trời ơi, gần 11 giờ chạy vô lon ton chạy vô. Ủa hết. Nó vẫn chưa đâu vào đâu hết. Bởi vì trưa nay clip đăng cũ xỉu luôn á. Và mình kết thúc video clip đây nha.